các nghiên cứu về tâm lý và màu sắc đã chỉ ra sự ảnh hưởng của từng màu sắc với tâm trí của con người. Màu sắc có thể ảnh hưởng đến hành vi của khách hàng. Trong việc thiết kế logo, việc chọn lựa màu sắc phù hợp có thể giúp cho doanh nghiệp chiếm được cảm tình của đối tượng khách hàng mục tiêu. Dưới đây là một số ý nghĩa tâm lý về màu sắc để các bạn tham khảo khi sử dụng trong thiết kế logo thương hiệu. Màu xanh. Màu xanh gây cho người ta cảm nhận về sự tin tưởng, sự trông cậy, có trách nhiệm về tài chính và tính bảo đảm. Màu xanh khiến người ta liên tưởng đến trời và biển, gây cảm giác thanh bình và dễ mến. Nếu bạn kinh doanh trong ngành tài chính, ngân hàng, nên chọn màu xanh làm màu logo vì nó truyền cho người ta sự ổn định và gợi lên sự tin cậy. Màu đỏ. Màu đỏ kích thích tuyến yên, làm tăng nhịp đập của tim và khiến cho người ta thở gấp. Phản ứng nội tạng của cơ thể khi tiếp xúc màu đỏ làm cho người ta năng nổ, mạnh mẽ, kích thích. Vì thế, các quán ăn KFC, McDonald's thường chọn màu. Chọn màu đỏ để gây cho người khác một sự đáp ứng say mê, cho dù không phải khi nào cũng đáp ứng theo hướng thuận lợi. Ví dụ, màu đỏ thường là biểu hiện của sự nguy hiểm. Nhìn chung, người châu Âu không mấy ưa màu đỏ, trái lại, cư dân châu Á, trong đó có Việt Nam coi màu đỏ là may mắn, thể hiện tinh thần quyết chiến, quyết thắng. Màu xanh lá cây. Nhìn chung, màu xanh lá cây bao hàm ý nghĩa sức khỏe, tươi mát và êm đềm. Gam màu đậm nhạt cũng có ý nghĩa khác nhau. Chẳng hạn màu xanh lá cây đậm biểu trưng cho sự giàu có và thanh thế. Màu xanh lá cây nhạt, thương hiệu cho những sản phẩm mang tính sáng tạo. Pha trộn giữa màu đỏ và xanh, màu tím kích thích điều huyền bí, sự tinh vi, sự coi trọng về yếu tố tinh thần và màu tím thường gắn liền với hoàng tộc. Màu tím nhạt kích thích niềm hoài cổ và tính đa cảm. Màu hồng. Tín hiệu phát ra từ màu hồng là cảm xúc mãnh liệt. Màu hồng đậm thể hiện sinh lực, trẻ trung, vui nhộn và sôi nổi. Màu hồng thích hợp cho các sản phẩm không đắt tiền và có tính thời trang dành cho các bà và các cô. Màu hồng nhạt tạo cảm giác dễ mến, càng nhạt càng lãng mạn. Màu cam. Màu cam gây cảm giác vui vẻ, cởi mở và sức sống. Màu cam trộn giữa đỏ và vàng tạo cảm giác tập thể và thường gắn với tuổi thơ. Nghiên cứu cho thấy màu cam nhạt hấp dẫn với loại hàng hóa dành cho thị trường cấp cao, thích hợp cho dịch vụ y tế, khách sạn và các viện chăm sóc sắc đẹp dành cho phái nữ. Màu nâu. Màu nâu thể hiện tính mộc mạc, đơn giản, bền bỉ và ổn định. Tuy vậy, màu nâu dễ tạo cho một số người cảm giác thiếu tích cực vì cho là nó không sạch. Màu nâu của gốm tạo cho người ta cảm giác giá trị. Màu nâu liên quan đến màu của đất nên thích hợp cho các loại xe tải và các công ty hoạt động trong ngành công nghiệp. Màu đen. Màu đen thể hiện tính nghiêm túc, táo bạo, quyền uy và cổ điển. Màu đen tạo ra kịch tính và sự tinh vi. Màu đen phù hợp với các sản phẩm đắt tiền nhưng cũng làm cho sản phẩm trông có vẻ nặng nề. Màu trắng. Màu trắng hàm chứa tính đơn giản, sạch sẽ và tinh khiết. Mắt người nhận ra màu trắng là màu sáng nên sản phẩm mang màu trắng nổi bật trước tiên. Màu trắng thích hợp cho các sản phẩm liên quan đến lứa tuổi nhi đồng và các sản phẩm liên quan đến sức khỏe.